Xin chào cô chú anh chị. Hôm nay cửa hàng xe máy Trọng Tình xin gửi đến cô chú anh chị một chiếc xe Novo 4 biển số thành phố nha. Con Novo 4 màu trắng đen. Chiếc xe chưa có vết chày nữa nha. Xe rất là đẹp. Thì cô chú anh chị mua thì liên hệ cho Tình theo số điện thoại là 0913456970 nha. Con này còn rất là mới. Số 59B17-6335. Con xe này mình mua về sẵn xài nha, không phải sửa chữa gì nữa nha. Đây cà vẹt giấy tờ đầy đủ đây nha cả nhà mình. Dung tích 132 nha. Thì bên mình đang có hỗ trợ ship xe toàn quốc. Cô chú anh chị mua thì có thể điện thoại cho Tình và lấy số Zalo của Tình ha. Số Zalo của Tình là 0913456970. Mình sẽ gửi chi tiết hình ảnh của chiếc xe, mình sẽ gửi chi tiết qua rồi mình sẽ ship toàn quốc cho cả nhà mình nha. Ở bên đây cô chú anh chị mua thì Tình sẽ miễn phí một bình nước mát, sẽ cho một bình nước mát sẵn nha, kiểm tra sẵn nước mát quạt gió hết. Lốc máy đang còn zin, chưa qua bơm sữa nha. Bên mình bán bảo hành máy zin, nếu mà chiếc xe nào bùng rồi thì trả lại cho Tình ha. Nay bây giờ Tình sẽ đề xe cho cả nhà mình nghe tiếng máy ha, tiếng máy rất là êm. Hệ thống đèn còi đầy đủ nha cả nhà mình. Rồi cô chú anh chị có mua thì điện thoại cho Tình theo số điện thoại 0913456970 nha. Xin cảm ơn cả nhà. Bây giờ mình giới thiệu tiếp một con Sirius FI đời 2013 nha cả nhà mình. Phun xăng điện tử nha. Con xe này thì còn zin hết nha cả nhà mình, chưa có qua bung máy nha. Biển số 59 là một biển số thành phố luôn. Con này bên Tình bữa nay bán với giá là 8.800.000 nha. Giá rất là mềm, một con xe Sirius FI. Bánh mâm thắng đĩa. Bên mình bán có 8.800.000. Thì bên mình mua xe thì bên mình có hỗ trợ ship xe toàn quốc nha cô chú. Nếu ai mua thì bên mình sẽ ship xe, hỗ trợ ship xe toàn quốc nha. Miền Bắc, miền Tây, miền Trung. Con này đang nổ máy nha cả nhà mình, máy rất là êm, còi đèn đầy đủ ha. Xe rất là đẹp, chưa có vết chày nào hết nha cả nhà mình. Hệ thống phun xăng điện tử rất là tiết kiệm xăng. Rồi cô chú anh chị mua thì hãy điện cho Tình theo số điện thoại là 0913456970. Xin cảm ơn cả nhà.